Là gì Sumali hả? Rồi. Sao sẽ làm biết hay vậy? Anh sẽ biết cơ nè. Còn cái này là gì con? Anh sẽ biết cơ. Ồ, hay quá ta, nó hay không biết luôn á. Cái chơi sao chứ hả? Cái này chơi sao con? Còn cái này? Chơi được. Cái đó là gì? Đá chùm đi, chơi đá bằng cào. Ở trên đây nữa nè, quá trời luôn. Ờ, mô hình nữa Sơn Hà đó. Ai cho tiền con mua vậy? Sơn Hà có tiền mua không? Hay lấy của mẹ? Cái đó là cái gì Sơn Hà? Biết cơ. Cái này là cái gì? Anh sẽ biết cơ. À, còn cái này? Subidi hả? Rồi cái nào quýnh với cái nào? Cái này. Rồi cái nào ai thắng? Cái này thắng hả? Rồi ai thua? Cái này thắng. Nào thua? Cái này thua. Còn cái này sao dài dữ vậy? Cái này cái là cái sao gì? Nó dài dữ vậy? Còn cái này. Mai không biết luôn. Cái này rối não luôn mà. Subidi luôn hả? Ừ, nó quýnh vậy đó hả? Cái này mẹ Xuyến bán hả? Em bán đó anh. Dạ. Mấy bạn nhỏ có biết chơi trò này không ta? Biết hả? Biết. Rồi bạn nào thích chơi thì liên hệ với mẹ của Sơn Hà nha. Mẹ Xuyến sẽ gửi về. Ủa cái này nhiêu tiền cái em? Cái đó một bộ 10 cái. 10 món. Dạ 10 món. Là rõ gì luôn hả? Không có, trong cái bịch có trong cái bịch hả? À, 10 món trong vậy. 10 món trong cái bịch như vậy nè. Nhiều tiền không em? Biết cơ. 170.000 anh. 170.000. Ờ đủ loại luôn ha. Nó có cái đế nữa Sơn Hà, không có lấy cái đế á. Rồi cô chú muốn mua cho mấy bạn nhỏ chơi thì liên hệ mẹ Xuyến nha. Cái điện thoại chắc Xuyến để ở bên dạ, trên. Dạ, em để bên trên video. Dạ. Sơn Hà suốt ngày chơi này là cô chú. Nó hát sao Sơn Hà? Hát thử rồi Subidi hát sao? Cái này nó hát sao? Nó mát. Hôm bữa hát mà. Bữa nó hay nghe con hát hay lắm. À hôm bữa mẹ nghe con hát mà. Subidi vậy đó. Hát nghe đi. E Subidi sao? Hát đó. Hát coi con. 1 2 3. Mấy thằng? Điếm nha. Ở đây có 3 nè. 4 5. 1 2 4 5. 2 và 4 5. Ủa sao cái này tới 11 món vậy? 11 món nè hả? Vậy là một bộ 11 món á. Con hát đi. Hát cái bài này sao? Bữa nó hát quá trời luôn à. Màu đen đâu chị, nó màu đen đâu. Màu đen đâu. Màu đen đó con. Màu này màu gì? Màu đen. Còn màu này? Trò chơi gì mắc cười quá. Cái này nó là nhỏ trên mạng. Dạ. CBD hả? Cái này là có mấy cái game á chị. Mấy cái game rồi làm người ta làm thành cái mô hình cho mấy bé chơi. Rồi mẹ Xuyến bán cái này các bạn nhỏ nha. Đó, thích chơi với Sơn Hà thì liên hệ nha, 170.000. Ship chắc khoảng 20.000 ha Xuyến. Dạ ship cái cà đó ra. Để ship bưu điện lấy. Cái này là do tận nhà khoảng dạ. 200.000. Cái các này bạn... vừa có là có đồ chơi liền dạ. Các bạn nhỏ nào yêu thích cái bộ môn này thì liên hệ với mẹ Xuyến nha. Số điện thoại mẹ Xuyến sẽ để dưới video nha. Rồi mấy bạn bà cô chú đi sao không? Mấy bạn bà chứ.